Kính chào tất cả quý chị hàng. Lời tiên cho phép Văn Hội xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị hàng đã luôn đồng hành cùng Văn Hội cũng như là kênh tư vấn xe hay và Toyota Thanh Xuân trong suốt thời gian qua. Và bên cạnh Văn Hội đó chính là mẫu xe Toyota Prado năm 2020. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sử dụng động cơ 2.7 máy xăng, dẫn động hai cầu toàn thời gian, cho khả năng tăng tốc rất tuyệt vời luôn, cũng như là khả năng chịu tải. Có giá niêm yết của bản 2020 từ 2 tỷ 379 triệu đồng. Riêng với màu trắng ngọc trai bên cạnh các bạn, đủ màu giao ngay đến tay cho quý anh chị hàng. Cộng thêm 8 triệu đồng với màu trắng ngọc trai sơn 3 lớp. Và ở năm 2020 thì Prado đặc biệt nhất trong những ngày đầu tháng 7 này thì sẽ có những cái chương trình khuyến mại ra làm sao. Xe đủ màu giao ngay đến tay quý anh chị hàng. Áp dụng những cái chương trình gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngay sau đây. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với phần đầu tiên, đó chính là phần khuyến mại. Ở phần khuyến mại thì hiện tại trong những cái ngày đầu tháng 7 này thì tại Toyota Việt Nam thì đang áp dụng cái gói vay trả góp với lãi suất chỉ 1,99% mà thôi. Các bạn có nghĩa là 100 triệu mà anh chị vay thì một năm thì chúng ta chỉ trả có 1,9 triệu đồng tiền lãi thôi ạ. Còn 1 tỷ thì chỉ hết có bao nhiêu? 19 triệu 900 ngàn đồng tiền lãi. Vậy một chiếc xe Land Cruiser Prado 2020 với giá là 2 tỷ 379 triệu đồng thì đâu đó chúng ta sẽ được vay 60% giá trị xe, nó tương đương với khoảng 1,4 tỷ đồng. Rất tuyệt vời luôn. Thì xe này nếu mà lăn bánh thì đâu đó nó khoảng là 2,5 đến 2,6 tỷ theo từng vùng miền. Rất hợp lý phải không ạ? Một chiếc xe nhập khẩu Nhật Bản nguyên chiếc mà chúng ta được vay lên đến 1 tỷ tư thì đâu đó là chúng ta nhận khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 thôi là chúng ta đã nhận xe về nhà rồi. Và xe đủ màu giao ngay. Còn về một cái khuyến mại nữa, đó chính là từ phía đại lý chúng tôi sẽ có những cái chương trình ưu đãi đặc biệt riêng cho quý anh chị khách hàng. Và để biết được những cái thông tin chi tiết về cái khuyến mại này thì kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để chúng tôi có cơ hội được chia sẻ cũng như là phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chu đáo nhất. Và ngay sau đây thì chúng ta lại ngắm nhìn Prado năm 2020 lại một lần nữa để thấy được những cái thiết kế của Prado thay đổi là gì. Với ngay từ phía đầu xe, cái mặt ca lăng để nhận biết nó chính là 5 nan dọc với các đường viền mạ chrome rất sang trọng và sáng bóng, kết hợp với cụm đèn bi LED. Không chỉ vậy mà chóa pha tách biệt dạng LED kết hợp với rửa đèn cũng như là đèn sương mù và đèn xin nhan. Còn điểm thay đổi là gì cho bản 2020 nào? Xin mời máy quay sẽ quay chéo sang phần bên này để chúng ta có thể thấy được ngay. Điểm đầu tiên thay đổi đó chính là ở phía trong, chiếc gương chiếu hậu ở giữa đã được thiết kế sang đó chính là gương điện tử tự động chống chói. Và phần thứ hai các bạn đang nhìn thấy thêm một cảm biến ở phía trên đó ạ. Xe tích hợp luôn cảm biến gạt mưa, tự động gạt mưa khi trời mưa. Cái điểm thay thứ ba các bạn đang nhìn thấy cái bệ lên xuống này đã được sơn một lớp sơn màu mạ bạc cho tất cả các phiên bản, cho một cái điểm nhấn rất tuyệt vời luôn. Và nữa đó chính là ở trong cái phần đèn đây này, các bạn đang nhìn thấy Văn Hội sờ tay đó, trong này đó chính là cái đèn của bệ bước lên xuống. Khi chúng ta bấm điều khiển khóa cửa là đèn đã sáng, để nhất là vào buổi tối là anh chị bước lên bước xuống này nó sẽ rất tiện lợi luôn, rất hợp lý luôn, đúng không ạ? Còn ở bên trong thì sao? Bên trong thì nhà sản xuất trước kia thì cái khóa cửa này nó sẽ khóa bảo vệ ở bên ngoài, nhưng ở thế hệ mới của chúng tôi đó chính là cái thế hệ double lock, không chỉ là khóa cửa ở phía bên ngoài mà còn khóa cửa ở cả phía bên trong nữa. Có nghĩa là như thế này ạ, có nghĩa là như này nhá các anh chị ạ, trong trường hợp mà anh chị là cầm một cái chìa khóa để nổ máy sau đó khóa cửa lại, đúng không ạ? Bình thường chúng ta mà có kẻ gian đột nhập vào, người ta đập kính, người ta mở lẫy từ bên trong là vẫn mở được cửa ra. Nhưng ở thế hệ mới này, xe đã được trang bị là kể cả có đập kính đi vào bên trong thì cửa cũng vẫn không thể mở được. Đấy gọi là double lock đấy ạ. Rất hay luôn.
và cái chìa khóa của xe đã được trang bị thành cái chìa khóa có nút bấm điều khiển tách rời luôn. Còn ở phía đường sau thì sao? Kính thì đã chắc chắn là sẽ được đúc rồi nhá, với tiết kiệm nhiên liệu chỉ 9,75 lít cho đường trường mà thôi. Đây ở phía đằng sau. Ở phía đằng sau rồi thì các hộc đèn đây vẫn được thiết kế rất là tinh xảo và tỉ mỉ. Anh máy quay sẽ quay chi tiết để thấy được rằng từ hệ thống camera lùi cũng như hệ thống cảm biến lùi cao cấp. Hoặc là thêm nữa, đó chính là một điểm hay, ở phía hộc đằng sau thì chúng ta có thêm một cái ổ cắm điện lên đến là 100W và 220V. 220V điện là điện lưới luôn đấy ạ. Chúng ta có thể cắm được cả quạt điện hoặc là nấu cơm luôn đấy ạ. 100W luôn, rất tuyệt vời để đi dã ngoại, chủ yếu là phục vụ là đi dã ngoại, để chúng ta có thể có những cái bộ âm thanh, bộ dàn lớn để chúng ta có thể nghe được, tách biệt được, rất hay luôn, hoặc trong những lúc cần thiết. Nhiều khi là cần điện chứ, rất tuyệt vời luôn, nhất là đi ra đường trường, đi ra ngoài, đúng không ạ? Rất tuyệt vời luôn. Từ phía trên đây, cái cánh lướt gió tích hợp luôn cái đèn phanh thứ ba trên cao, nhìn rất sang trọng luôn. Xe sản xuất năm 2020. Ok, và bây giờ chúng ta đến với tổng chi phí lăn bánh. Rồi là những chia sẻ về hình ảnh tổng quan bảng giá mới nhất của Toyota Land Cruiser Prado nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản tháng 7 năm 2020. Để nhận được những cái báo giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho trả thẳng và trả góp, giao xe đủ màu nội thất ngoại thất, rất là tuyệt vời luôn, giao toàn quốc, giao online và rất nhiều chương trình và quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Kính mời quý khách hàng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để Văn Hội có cơ hội được phục vụ quý anh chị hàng một cách chu đáo nhất. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Nếu thấy hay, hãy bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để Văn Hội có động lực ra thật nhiều clip hay nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye!